Vâng, tôi chợt nhớ ra một số cái nét giai điệu cha cha tương đối là quen thuộc và ghép lại với nhau để các bạn nghe thử âm thanh cây đàn Klingon này. Klingon này thì nó khá là không được phổ thông về tên tuổi. Vâng, nó không như Yamaha, Kawai thì ai cũng biết đến. Thế nhưng mà khi tôi chơi cây đàn này tôi thấy rất là thú vị với âm thanh của nó. Và tôi cảm thấy là nó rất là hay và tiếng của nó rất dày, tròn và ấm. Và bên cạnh đó thì cái phần cao như các bạn nghe thì nó cũng rất là thanh và trong sáng nữa. Và một đặc điểm nữa mà như các bạn nhìn thấy trên ảnh cũng như là trên MV này là hình thức của cây đàn lại rất là đẹp. Và một cái chi tiêu hết sức tiết kiệm mà chúng ta có được một cây đàn hình thức đẹp với âm thanh hay. Và thì tôi nghĩ là không nên quan tâm đến cái chuyện là nó có là thương hiệu quen thuộc hay không, miễn là nó là cây đàn của Nhật, phải không ạ? Vâng. Bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím để các bạn xem. Vâng. À, rất là tuyệt vời trong cái phân khúc chi tiêu tiết kiệm. Cảm ơn các bạn.